Ngày 29 tháng 9 năm 2017, đại diện đoàn công tác liên ngành thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một số thương lái đang tiêm thuốc an thần vào heo ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh trước khi giết thịt. Theo thông tin ban đầu, vào đêm 28 tháng 9, đoàn liên ngành đã ập vào lò mổ Xuyên Á ở huyện Củ Chi. Tại đây, đoàn phát hiện một số người đang truyền hóa chất vào heo. Lực lượng chức năng đã phát hiện 6 vỏ chai thuốc Combistress là một dạng thuốc gây mê an thần, 51 chai nước loại 500ml dùng để pha thuốc an thần. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản yêu cầu ngừng giết mổ khoảng 5.000 con heo có dấu hiệu nghi ngờ tiêm thuốc an thần vừa nhập vào lò và lấy 72 mẫu xét nghiệm. Được biết, các thương lái tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ để thịt heo mềm, dẻo trước khi mang ra thị trường tiêu thụ. Đây là lò giết mổ lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh với công suất giết mổ mỗi đêm gần 5.000 con heo.